Việt Thảo xin chào các bạn. Vừa mới thức dậy, Việt Thảo thực hiện ngay chuyển binh lệ lần thứ 492. Cái chuyển binh lệ lần này không giống những chuyển binh lệ khác, mà nó xuất phát từ một cái email của Phụng Tước gửi cho Việt Thảo ở theo địa chỉ mcvietthao@yahoo.com. Tôi nhìn cái tựa đề hấp dẫn rồi. Những món ngon dân dã từ dừa chỉ có ở Bến Tre. Mặc dù cái chủ đề nó có tính cách địa phương riêng của Bến Tre, nhưng mình nhìn những hình ảnh và bài viết rất hay. Tôi nhìn tác giả là Tùng Anh, viết cho báo Gia đình và Xã hội. Thì tôi vào mạng để tìm ngay cái tờ báo điện tử Gia đình và Xã hội, vào ngay cái mục món ăn, thì tìm được cái chủ đề những món ngon dân dã từ dừa chỉ có Bến Tre. Tôi xin phép báo điện tử Gia đình và Xã hội, xin phép tác giả Tùng Anh để xin được chia sẻ những cái hình ảnh cũng như bài viết của bạn đến với người Việt Nam trên toàn thế giới, ít hay nhiều cũng giới thiệu được cái nét độc đáo của Bến Tre, có phải không này? Và trong khi thực hiện cái chuyện binh lệ lần này, trong đầu tôi liên tưởng đến và nghĩ tới cái việc nếu được phép tôi sẽ về đến Bến Tre để thực hiện video clip về những cái món ăn của Bến Tre, những nét độc đáo về văn hóa ẩm thực của Bến Tre, thì cái đó nó còn hay hơn là chỉ ngồi đọc lại bài viết của Tùng Anh và đăng những cái hình ảnh ngày hôm nay. Tuy nhiên, để cho mọi người, có thể có người đã xem rồi nhưng mà có người nào chưa biết, thì ít ra qua cái chuyện binh lệ 492 lần này với Việt Thảo về những món ngon dân dã từ dừa chỉ có ở Bến Tre, để cho người Việt khắp nơi, nếu chúng ta ít có dịp hay là không có dịp để thưởng thức những món ngon của quê hương thì một phần nào cũng đỡ nhớ, đỡ thèm, có phải không nào? Ok, cho nên xin phép Tùng Anh nha, xin phép báo điện tử Gia đình và Xã hội, Việt Thảo trình bày những món ngon dân dã từ dừa chỉ có ở Bến Tre trong chuyện binh lệ lần thứ 492. Những món ngon dân dã từ dừa chỉ có ở Bến Tre. Đến thăm xứ dừa, bạn đừng quên thưởng thức những món ngon được chế biến chủ yếu từ những trái dừa ngọt mát và cả những món đặc sản có thể chưa bao giờ bạn được thưởng thức. Kẹo dừa. Thương hiệu kẹo dừa Bến Tre không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới. Người dân Bến Tre tự hào với đặc sản quê mình, với hương thơm dịu dịu, vị béo ngậy, ngọt thanh thanh. Còn khách du lịch, nếu một lần đến xứ dừa, chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội nếm thử những viên kẹo nhỏ nhỏ mà lại mang đậm vị đặc trưng của đất và người Bến Tre. Nói không quá, hầu hết những người con đất Việt có lẽ đều đã từng thưởng thức qua hương vị của chiếc kẹo dừa thơm ngon béo ngậy. Bởi đây là một thứ quà bình dị rất đổi quen thuộc đối với người dân ba miền. Ngày nay, người dân Bến Tre đã sáng tạo ra nhiều loại kẹo dừa với những hương vị khác nhau như kẹo dừa ca cao, sầu riêng, mít hay nhân đậu phộng. Những thương hiệu kẹo dừa quen thuộc, bạn có thể yên tâm hoàn toàn về mặt chất lượng là Thiên Long, Ngọc Hương, Tước Phụng, Vĩnh Tiến, Ngọc Mai, Bến Tre, Yến Hương, Thanh Lộc. Ôi cha, nói tới đây xin phép nha. Trong khi đọc cái bài viết của Tùng Linh về các thức ăn của Bến Tre, không thể nào mà dằn được đâu cái sự thèm muốn hay là thèm khát hay là tưởng tượng thức ăn. Xin phép nha. Cho nên các bạn cũng vậy. Ok, món kế tiếp là cái gì? Bánh dừa. Ô chà, người Cà Mau hồi đó Việt Thảo thì gọi là bánh lá dừa, chứ không chỉ gọi là bánh dừa, bánh lá dừa. Bánh dừa là đặc sản của người dân đồng khởi Bến Tre, có tiếng từ bao đời nay. Cũng giống như bánh tét có dạng hình ống, dù bánh dừa nhỏ hơn và ở hai đầu le nhọn ra, đều làm từ nếp, chuối và đậu đen. Nhưng bánh dừa đồng khởi đặc sắc ở chỗ được kết hợp hai loại dừa ở vùng này, dừa nước và dừa cạn.
Lá dừa nước dùng làm vỏ bánh, trong khi quả dừa cạn thì dùng làm nhân. Vào những dịp lễ Tết hoặc đám giỗ, người dân Đồng Khởi trưng trên bàn thờ tổ tiên những chiếc bánh dừa được sắp xoay vòng quanh đĩa tròn một cách trang trọng. Ngoài ra, có thể dùng bánh dừa để làm quà biếu hoặc đơn thuần gia đình gói ăn chơi khi thấy thèm. Ôi chà, chịu hết nổi rồi nha. À, nhớ hồi nhỏ mình lột cái vỏ bánh ra, không có lột hết. À, có khi đó, một cái bánh mình chia đôi thì mình lấy cái sợi dây đó, mình cắn một đầu dây trong miệng, mình quấn lại cái mình kéo một cái nó đứt ra. Ui cha, ở trong nó lòi cá nhân ra, cắn ăn thiệt là ngon. Bây giờ nói tới còn thèm. Ok, món kế tiếp nha các bạn. Đuông dừa. À, có thể nói con đuông đó, có nhiều người thấy sợ lắm. Đuông là một loại sâu thôi, nhưng mà nó ở trong cây dừa, nó ăn cái mọng dừa nha, ăn cái phần non của cây dừa bên trong đó. Ôi cha, nó mập nó béo ra, nhưng mà một cây dừa lớn lắm cho nên đuông dừa nó có nhiều. Trong khi cái con đuông chà là thường thường một cây chà là nó ốm nhỏ đó, có một con thôi. Giỏi lắm, quả hoàng lắm, kiếm lâu lắm mới có được hai con nha, chứ thường thường là một con, trong khi đuông dừa thì rất nhiều. Đây là cái dĩa đuông dừa này hình như đã chiên rồi. Thường thường con đuông phải bỏ vào trong nước mắm nha, cho nó nhả chất dơ trong người nó ra. À, rồi sau đó mình đem đi lăn bột, mình chiên. Ok, đây trong này mình thấy có rau răm nè, có xà lách nè, có cà nè. À, ok, đây là con đuông dừa. Anh về miền đất xứ dừa, nhớ đi thưởng thức đừng chừa món đuông. Đuông dừa hay còn gọi là sâu dừa, một trong những đặc sản Bến Tre. Phần củ hủ dừa béo ngậy, ngọt là thức ăn bổ dưỡng giúp cho những con đuông dừa phát triển. Từ những con đuông dừa, người ta đã chế biến ra rất nhiều món ăn ngon như đuông lăn chiên bột, đuông nướng, thậm chí là ăn sống. Món đuông dừa chiên bột ăn giòn và rất béo. Để giảm độ béo, có người ăn kèm với rau sống. Nhiều người sành ăn ở Việt Nam cũng phải công nhận đuông dừa là món ngon được liệt vào siêu hạng, vượt hẳn các thức ăn khác. Ui cha, thiệt là ngon. Món kế tiếp. Xin lỗi trước nha, cái món này hơi nhạy cảm một chút. Có nhiều người sợ cho nên không dám ăn. Nhưng đối với người dân quê ở Việt Nam hay ngay cả thành thị, từ nhỏ tới lớn đã từng thấy và quen với cái món này. Nó là chuột dừa, món chuột dừa, tức là con chuột. À, xin lỗi trước, nếu quý vị nào mà ngại, sợ, dị ứng với những con chuột hay sợ đấy nha, thì đừng nhìn, đừng nghe cái phần này nha. Chút xíu pass qua là nghe cái phần kế. Ok, đây là món chuột dừa. Đây là hình ảnh của món chuột dừa hấp nồi cơm. Ít ai ngờ rằng ngoài đặc sản dừa ra, Bến Tre còn sở hữu rất nhiều món ngon hấp dẫn, trong đó có chuột dừa. Qua thời gian đã được biến tấu thành nhiều món ngon khiến thực khách nức lòng khen ngon mỗi khi thưởng thức. Chuột dừa hình dạng giống như chuột đồng, nhưng có bộ răng sắc nhọn hơn, chuyên phá hoại cây dừa. Chúng ăn hút chất ngọt từ tất cả các trái dừa tươi, vì thế mà thịt rất thơm ngon và béo bùi. Chuột dừa được chế biến thành nhiều món như nướng, hấp, nấu cà ri. Nhưng theo những người sành ăn thì ngon nhất vẫn là thịt chuột dừa hấp nồi cơm. Ngoài ra còn có món chuột dừa quay chảo, chuột dừa nướng, chuột kho dừa. Ôi chà. Nói tới đây thấy thèm. À, Việt Thảo nói thêm về vấn đề con chuột đó. À, có nhiều người thấy nó dơ là tại vì ở thành phố thấy con chuột cống, thấy con chuột nó dơ bẩn, nó bị ghẻ lại thì thành ra thấy gớm lắm nha. À, nhưng mà đặc biệt chuột ở miền đồng quê, thí dụ như chuột đồng chẳng hạn, hay là chuột dừa. Ở dưới quê không phải là nhà cửa san sát như trên thành phố, có khi ở xa ngoài nha. Rồi những cái hàng dừa xa tít ngoài xa, ở miệt, ở mép, ở bìa nha. Cho nên con chuột nó cũng không cần chạy vô nhà người ta kiếm ăn nữa. Nó đâu có cần vô nhà để kiếm ăn đâu. Trong khi cái cây dừa trên đó nè, trái dừa, mọng dừa, ôi cha, đủ loại món ngon ở trên cây dừa để mà ăn. Nó không cần đi đâu cả. Bởi khi nó sống trên dừa, nó qua cây dừa này tới cây dừa khác. Rồi, cái con chuột khi mà nó đẻ con ra, thì nó đẻ ngay trên cây dừa luôn. Nó làm ổ trên cây dừa.
Cái con chuột nhỏ lớn lên, nó không có cái gì dơ cả, nó chỉ ăn dừa rồi nó lại lớn lên rồi nó đẻ con, cho nên những cái con chuột dừa đó nó là ăn dừa và nó lớn lên trên đó, chứ nó cũng không đi đâu xa cả. Nhưng có đi thì cũng là những cái gì nó ăn, cũng không có phải giống như đồ dơ ở ở trong nhà của người ta. Con chuột đồng cũng vậy, những cái đồng ruộng mênh mông bát ngát ở miền Nam, những con chuột chưa bao giờ nó biết cái nhà của người ta ở đâu cả. Úi cha, nó tuốt ngoài xa đó, con chuột đồng nó ăn lúa, ăn mầm, ăn cỏ non, ăn những cái gì mà nó ăn được ở ngoài đồng. Con chuột sanh ra ở ngoài đồng, lớn lên ngoài đồng, nó chẳng có biết gì dơ gì cả nha, có thể dùng chuột rất là sạch. Rồi cái lông mượt vàng nha, nó tùy loại giống nữa, nhưng mà con chuột, nói chung chuột đồng, chuột dừa là những con vật có thể nghe tiếng chuột mình sợ thôi. Ok, cho nên đây là món chuột dừa, là những con chuột ở trên cây dừa, sống trên cây dừa rất ngon. Món kế tiếp nè, ok, món này thì rất quen thuộc, đó là tép rang dừa. À, thường thường tép rang là mình nước mắm đường rồi bỏ gia vị vào để mình rang lên, có khi rang với thịt bà rồi nha. Bây giờ cái này tép rang dừa là rang với nước dừa, theo Việt Thảo nghĩ như vậy. Để mình xem, tép rang dừa là món ăn có mặt thường ngày trong cuộc sống của người dân Bến Tre. Tép rang dừa được chế biến rất đơn giản, dễ làm và đậm hồn quê hương. Những con tép được đánh bắt dưới kênh rạch còn tươi rói, đem rửa sạch rồi rang cùng nước cốt dừa. Vừa ngậy vừa thơm, ăn cùng cơm trắng là món dân dã hấp dẫn với du khách khi đến nơi đây. Thiệt là ngon. Rồi món kế tiếp nè. Ok, hình ảnh là ở trong trái dừa nha. Lấy trái dừa luôn để mà làm cái đồ đựng. Mình cần có dĩa xì dầu ớt nè. Đây correct cái miếng cà rốt nhìn rất đẹp. Ok. Cơm dừa. Còn gì thú vị hơn khi bạn được ăn cơm đựng trong những quả dừa? Hạt cơm dẻo và đượm hương dừa. Để làm món này, người ta vo gạo sạch, vo lại bằng nước dừa tươi cho ngấm. Sau đó cho gạo vào trái dừa. Đổ nước dừa tươi vào vừa đủ, đem nấu lên. Cơm chín thơm nức mùi dừa, ngọt và bùi. Ăn cùng với tôm rang mặn là món ăn vô cùng hấp dẫn ở Bến Tre. Ok, món kế tiếp là gỏi củ hủ dừa. Ui chà, nghe tới đây thì hơi giật mình. Có thể nơi đó dừa nhiều rồi người ta đốn những cây dừa thì không có lo, nhưng mà thật sự cây dừa muốn ăn cái củ hủ là mình phải đốn bỏ, chặt bỏ cây dừa đó đi. Thì có thể là có nhiều nơi dừa nhiều, người ta cần dùng cái thân dừa trong những cái việc làm khác, cho nên người ta đốn cây dừa xuống và cắt cái củ hủ, nhờ vậy mà có củ hủ dừa làm cái món gỏi củ hủ dừa chăng. Nhưng nếu thật sự mà nhà hàng mà bán gỏi củ hủ dừa là dừa phải chặt bỏ nhiều lắm mà. Ok, để coi gỏi củ hủ dừa này như thế nào. À, nhìn qua hình mình thấy có tôm nè, có những miếng trắng trắng, đây là củ hủ dừa. Ở trên có ngò xào chung với có rau răm nè nhé. Ok, có ớt nè. Gỏi củ hủ dừa, một món ăn bạn nhất định phải thử ở Bến Tre, đó là món gỏi củ hủ dừa. Đây là món ăn xa xỉ bởi người ta phải chặt cả cây dừa để lấy phần củ hủ trắng muốt phía trên. Phần củ hủ dừa này được nạo mỏng, trộn cùng với tôm, thịt, rau răm, tai lợn, lạc rang và nước sốt chua ngọt. Đây là món ăn rất thanh đạm, hấp dẫn. Phần củ hủ dừa này được nạo mỏng. Cái chữ nạo mỏng này nghe hơi lạ nha. À, xin lỗi anh Tùng Anh hay là chị Tùng Anh nha, xin lỗi Tùng Anh. Cái chữ phần củ hủ dừa này được nạo mỏng nghe hơi lạ, tại vì cái củ hủ dừa là phần xốp ở bên trong, phần xốp ở bên trong. Trong đó nó có luôn cả những cái buồng dừa mà còn non nè, những cái mọng dừa lên nè, những cái lá non của cái dừa nè. Rồi cái phần củ hủ bự lớn mình có thể sắc mỏng, sắc mỏng. Còn cái chữ nạo là giống như nạo khoai, mỡ khoai tự hay nạo dừa ra, thì cái đó hình như nghe hơi lạ nhé. Đúng là phần củ dừa này được sắc mỏng theo theo việc Thảo nghĩ. Còn cái chữ nạo mỏng này lần đầu tiên Thảo nghe nói rằng nạo củ hủ dừa nghe, cái đó lần đầu tiên nha.
Món kế tiếp là thịt trâu bò xào lá cách với nước cốt dừa. Ở nơi đây thì nói tới đây thì Việt Thảo nhớ tới cái món thịt trâu. Thịt trâu thì ở ở Việt Nam, ở miền quê phần lớn đó, người ta làm thịt trâu hơn là thịt bò. Trước kia nha, tôi không nói bây giờ, trước kia thì ở ở đồng quê Việt Nam mình dùng con trâu để cày ruộng, cho nên ăn là ăn thịt trâu. Còn có thể miền miền đất đỏ miền trên hay là miền trung ở ngoài kia có bò thì nó khác. Còn ở ở miền Nam thì nhất là Cà Mau, ngày xưa phần lớn là chỉ tôi thấy con trâu chứ không có thấy con bò, hiếm lắm, gần như không thấy. Cho nên ăn thịt trâu, tôi nhớ bà ngoại ở Đầm Dơi có lần chúng tôi ăn là mua cái miếng thịt trâu về sắc vuông vuông bằng 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 như hộp đậu phộng nhá, nhưng có tay cay tay tay Úc, vuông vuông rồi mình nấu chung với đậu phộng nè, tỏi. Tỏi thì cứ để nguyên cái hộp tỏi nha, cái hộp tỏi như vậy, rồi đậu phộng cũng để nguyên. Cho nên thịt trâu, tỏi và đậu phộng nấu chung với nhau nó lục cục đoàn hoàng giống hệt nhau, ăn là xúc nguyên lên ăn vậy đó. Thì tôi hỏi ủa tại sao phải nấu vậy, mà ngoại nói ăn cái này nó bổ, nó trị phong thấp gì, ôi trời đủ thứ, không nhớ từ hồi nhỏ. Thành ra khi mà nói thịt trâu bò xào lá cách với nước cốt dừa thì Việt Thảo nghĩ ngay tới là thịt, mình ở Mỹ thì ăn thịt bò chứ ăn thịt trâu nhé, nhưng mà Việt Nam thì có cái thịt trâu, có lá cách, có nước cốt dừa. Đây, đây là món ăn dân dã khá quen thuộc với mọi người, nhưng gần gũi nhất là người dân làm nông nghiệp ở nông thôn. Cách chế biến rất đơn giản. Thịt trâu, thịt bò sau khi thái mỏng ướp gia vị như tỏi, hành, gừng, xả, ớt băm nhuyễn cho thấm rồi xào trên bếp cho chín mềm. Sau đó cho nước cốt dừa, lá cách cắt sợi và trộn đều. Món ăn này ăn cùng cơm trắng hay bánh mì đều rất tuyệt. Ok. Úi cha, đây là mắm cá lóc chân dừa. Trời ơi trời, nhớ chết luôn. Mắm cá lóc à. Tôi nhớ mỗi lần mùa hè về Cà Mau, lúc đó bà ngoại ra Cà Mau rồi, bà ngoại đi bán mắm, bán rau, bán những cái đồ dùng cho con người ta nấu ăn hàng ngày, trải cái miếng cao su đen ở ở trên đường phố ở chợ ngoài bán ở đó. Mắm bà ngoại làm ở nhà, nhận mắm, ém mắm vào trong hũ, trong khạp, rồi khi mà ăn được rồi thì phải chao nó bằng nếp nấu với đường cho nó dịu, nó ngọt, nó thơm. Thì bà ngoại mới dùng cái cây quết như thế này. Thì lúc đó tôi về tôi giúp bà ngoại. Nói ngoại à, quết vậy cho mệt vậy. Và tôi lúc đó mặc cái quần xà lõn à, Việt Nam. Thực sự lúc đó tôi không có mặc cái quần loại là quần cái gì boxer hay là quần lót như ở bên Mỹ đâu, mặc quần xà lõn thôi. Rồi thế là rửa chân sạch sẽ, tôi nhảy vô tôi đạp. Đạp cho bà ngoại mau lắm, chao mắm mà bà ngoại cứ múc đổ, mà tôi đạp sau hồi đó sao đạp nó không bị xương đâm không hiểu, hình như con cá làm cũng sạch sẽ rồi, cứ đạp cứ đạp cứ đạp như vậy chứ làm tay biết tới chừng nào. À, nhớ cái hình ảnh đó. Và con mắm chân, u cha ơi, con mắm lóc nó làm đủ món hết, để nguyên con, có bầm ra, có thái mỏng, có ăn sống, có chân với mắm, chân với thịt cũng có nha. Và đặc biệt nhìn con mắm thì nhớ quá, u cha ơi, để nguyên con mắm nha. Ở trong này có củ hành, củ hành tây nè, hành hương nè, có hành lá nè, có tiêu nè. Úi cha, mắm lóc, mắm cá lóc chân dừa, như vậy là có dừa trong này. Mắm cá lóc chân dừa như thế nào? Mắm cá lóc đem chân cùng dừa ngon hết sảy, là món ăn dân dã nhưng rất hấp dẫn thực khách. Người ta cho mắm cùng các gia vị như tiêu, hành, tỏi, ớt, gừng, bột nêm, rồi cho nước cốt dừa vào chân cắt thủy hay cho vào nồi cơm, ăn kèm với chuối chát, khế chua, rau sống hoặc ngọn rau lang, rau muống luộc, ngon hết sảy, làm tôi phải chảy nước miếng theo. Bữa nay như tôi uống cà phê hơi nhiều đó nha. Không uống cà phê chứ không nói. Đây là món cháo dừa. Úi cha, cháo dừa nghe qua thì tưởng như nấu với dừa thôi phải không ạ? Để coi coi cháo dừa như thế nào. Tôi nhìn thấy có cá mà, phải không ạ? Cháo dừa trước đây là món ăn điểm tâm của người xứ dừa, được nhiều người ưa chuộng.
Gạo nấu cháo dừa thường phải dùng gạo dẻo, có nhiều nhựa thì cháo mới ngon. Món cháo này phải dùng nguội là ngon nhất và mới cảm nhận hết được cái béo ngậy thực sự của dừa. Món này cách nấu rất đơn giản, chỉ cần nấu cho gạo nhừ ra thì cho nước cốt dừa vào đảo đều một lượt là xong. Ăn cháo dừa với cá bóng dừa, bóng trứng, tép, thịt ba rọi kho, khô, ngon đúng điệu. À, tới đây chắc tôi phải về Bến Tre để tôi thực hiện video về những cái món ăn này. Mới lột tả hết được cái độc đáo của nó. Nhưng cái chỗ này tôi chưa hiểu nha Tùng Anh nha. Món này cách nấu rất đơn giản, chỉ cần nấu cho gạo nhừ ra thì cho nước cốt dừa vào. Như vậy là không lẽ mình nấu với nước cốt dừa mà không phải bằng nước dừa tươi hay sao? Không hiểu nha, cái này chưa hiểu rõ lắm. À, nếu Tùng Anh có nhận được cái chuyện bên lề lần thứ 492 này, nói về những cái món dân ăn dân dã của xứ dừa Bến Tre, mà những cái thắc mắc của Việt Thảo được thì email cho Việt Thảo ở địa chỉ là mcvietthao@yahoo.com để mình tìm hiểu thêm. Và như tôi đã nói nhân rất, nếu được nha, tôi về tận Bến Tre để thực hiện hình ảnh video cách, không phải là chỉ ăn cái món đó mà có thể giới thiệu món đó ở chỗ nào, tiệm nào, chỗ nào nấu ngon, cách nấu làm sao thì nó mới đã. Mà nên tự nhiên nghĩ tới đây, không phải Bến Tre, bất cứ một vùng nào trên đất nước, trên quê hương Việt Nam, nếu được đến để mình thực hiện làm cái văn hóa ẩm thực cho mọi người coi nhé. Ôi cha, bây giờ tới cái món ốc hấp nước dừa. Ôi cha, ốc hấp nước dừa, ôi cha, con ốc chịu hết nổi rồi. À, bên Mỹ khó tìm được con ốc này lắm. Có nhưng mà tươi thì lại khó lắm, thường thường đông đá. Ốc gạo ở cồn Phú Đa, chợ Lách, Bến Tre nổi tiếng thơm ngon vì đây là vùng cát, ốc to, vỏ màu xanh, ruột trắng, thịt dày. Ốc gạo không có nhớt nên khi vừa đánh bắt lên có thể chế biến món ăn mà không cần phải ngâm cho mất nhớt như các loại ốc khác. Ốc gạo sinh sản nhiều vào khoảng tháng 7 hàng năm và sống ở vùng đáy sông, ăn phù sa, động vật phiêu sinh. Khi đó, con ốc to cỡ hạt mít, ruột trắng tinh. Ốc gạo tuy nhỏ nhưng ai từng thưởng thức đều nhớ vì vị béo, thơm ngọt và giòn đến lạ kỳ. Đặc biệt, ốc vào mùa sinh sản thường có một lớp mỡ trắng dưới yếm. Khều lên, ăn sẽ thấy những con ốc con trắng tinh bên trong nhai giòn rụm. Ốc gạo có thể chế biến thành nhiều món như ốc gạo xào dừa, ốc gạo xào xả ớt, nấu lẩu mắm, hay thậm chí là đổ bánh xèo, trộn gỏi. Ốc hấp nước dừa vẫn được yêu thích nhất bởi vị ngọt thanh của ốc còn được giữ nguyên. Ôi cha! Quý vị ơi, nếu mà chúng ta ở hải ngoại, ở Mỹ, Canada, Úc Châu, Âu Châu, nếu mà không có về được Việt Nam ghé Bến Tre hay là ăn những món đặc sản như của Bến Tre tại quê hương thì chúng ta thử chế nha, chế biến ăn coi nó như thế nào. Món kế tiếp là bánh tráng dừa. À, đây là món bánh tráng đã nướng rồi. Từ bột gạo và nước cốt dừa, người dân Mỹ Lòng Bến Tre đã tạo nên những chiếc bánh tráng với nhiều hương vị khác nhau. Gạo dùng để làm bánh tráng là loại gạo sỏi từ một giống lúa đặc biệt ở Trà Vinh. Theo kinh nghiệm của bà con Bến Tre, gạo sỏi chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết khô hạn nên khi xay làm bánh mới không bị gãy hay bị co khi đem phơi nắng. Phơi bánh ngoài trời phải chú ý, nếu nắng chiều nhiều bánh sẽ bị giòn, dễ vỡ. Ít nắng thì bánh bị chai sần đi. Bánh phơi đạt tiêu chuẩn là khi cầm lên tay thấy mịn, không có lỗ khí lồi lõm. Nướng bánh tráng cũng đòi hỏi người có kinh nghiệm. Khi than củi quạt thật hồng thì mới đặt bánh tráng lên nướng và phải lật trở đều tay, đều nhanh tay vì bánh chóng chín và nhanh vàng. Chỉ cần chậm tay một chút là có thể bị cháy xém. Dễ thương quá. Tùng Anh viết bài, tôi không dám nói là hay, nhưng mà nó gợi cho ta những cái hình ảnh của quê hương, của cái thợ thiếu thời. À, không biết các bạn sao chứ Việt Thảo đã từng nướng nha, nướng bánh phồng ở trên lửa than hồng. Ui cha!
Tôi tính nói chơi cho vui, sợ bị đầy. Không sao đâu, vui mà. Bánh thăng, bánh nướng bánh phồng trên bếp thăng hồng và con gái chưa chồng nướng bánh phồng ăn mới ngon. Ôi chà, đó là chơi vui nha. Đặt đặt câu nói cho dần thôi. Chứ câu nói này chưa chắc Việt Nam có nha. Mới vừa nghĩ ra trong đầu. Bánh phồng nướng trên bếp than hồng mà con gái chưa chồng nướng bánh phồng trên bếp than hồng ăn mới ngon. Ok. Món kế tiếp là bánh canh nấu hến nước dừa. Úi chà, hến, con hến, con sò con hến nấu nước dừa như thế nào? Bánh canh hến nấu nước dừa ở vùng Chợ Lách Bến Tre nổi tiếng ngon vì sợi bánh canh dẻo, dai, trắng đục, do không sử dụng quá chất làm trắng. Bột làm bánh canh chủ yếu là bột gạo và bột năng, dừa chọn trái, cùi, lõi già và dày, chặt để riêng nước. Múc bánh canh vào bát, sợi bánh trắng đục quyện với nước dừa ăn vào miệng, mượt bóng nhai vị dai của bánh, ngọt của thịt hến thấm vào nơi đầu lưỡi. Ngoài những món ngon từ dừa, Bến Tre còn nổi tiếng với nhiều đặc sản khác. Ok, đây là những đặc sản khác nữa nha, ngoài những món ăn nổi tiếng. À, cho đến phút này thì thực sự ra không thể chi tiết được, phải thông cảm cho Tùng Anh. Nó chỉ một cách tổng quát giới thiệu về thức ăn. Còn như tôi nói, phải thực hiện video thì mình mới nói rõ cách nấu như thế nào, nấu ra làm sao, rồi từ những nguyên vật liệu như thế nào. Một tháng nha, nếu thực hiện cái video về văn hóa ẩm thực Bến Tre phải là một tháng ít nhất đó, thì mới có thể nói được một phần nào một cái nét độc đáo văn hóa của một cái tỉnh thôi nha. Phải một tháng. Tôi đang suy nghĩ làm sao. Có nhiều bạn hỏi tại sao không về Việt Nam thực hiện video, tại vì về Việt Nam nó phải có giấy phép, phải có sự đồng ý, thí dụ như của, tôi không biết rõ, hình như nghe nói là của sở hay là bộ thông tin văn hóa du lịch gì đó được giấy phép cấp mình mới làm được. Nó không giống như ở bên Mỹ, bên Mỹ mình muốn đi đâu quay quay à. Đương nhiên những cái chỗ cấm, những cái chỗ nhạy cảm người ta không cho là mình không được quay, nó có bản cấm. Còn ngoài ra tự do muốn quay gì quay, không cần xin phép gì cả. Còn thí dụ như vào trong cái mall, một cái khu shopping lớn thì nơi đó người ta không cho quay thì khác. Nhưng mà mình cầm máy điện thoại cá nhân vui chơi quay chụp vẫn được, nhưng mà có những tiệm nó không cho thì nó nói. Nhưng mà còn ngoài ra muốn quay gì quay. Còn nếu bây giờ về Bến Tre thì cho dù những cái tiệm cho quay nhưng mà mình phải có giấy phép đàng hoàng. Nhật Thảo sẽ nghĩ làm sao để có thể về thực hiện cái nét văn hóa ẩm thực của người Việt Nam, để mà không phải cho người Việt Nam coi mà phải để cho cả thế giới thấy được cái nét văn hóa ẩm thực sắc của từng miền một của Việt Nam. À, nhiều khi mơ ước thôi, nhưng già rồi cũng chưa chắc đã về quay được. Cho nên rất cảm ơn Tùng Anh, cảm ơn báo điện tử Gia đình và Xã hội đây đã cho Việt Thảo đưa cái hình ảnh và bài viết này đến cho mọi người. Bây giờ ngoài những món ngon từ dừa Bến Tre còn nổi tiếng với nhiều đặc sản khác là những cái gì? Kể phải kể đến nấm mối. À, nấm mối, món nấm mối xào muối ớt. Úi chà, như thế nào? Nấm mối Bến Tre chỉ mọc vào tháng 6 hoặc tháng 7 khi mà cơn mưa đầu mùa vừa đến. Chẳng cần phải chế biến phức tạp, những món ăn từ nấm mối vẫn quyến rũ thực khách theo cách riêng của nó. Nói không ngoa khi cho rằng nấm mối có thể thay thế được thịt. Điều làm cho nấm mối thêm phần đặc biệt chính là loại nấm này mọc hoang. Nấm thường mọc ở gốc cây, ụ đất, bờ rào, những nơi mô đất xốp có mối làm tổ. Sau mưa, từ ụ đất ấy, những bụi nấm sẽ đội đất ngòi lên. Nấm mối sau khi được rửa sạch bùn đất có thể được chế biến thành nhiều món ngon như nấm mối xào muối ớt, nấm mối nướng giấy bạc với tiêu xanh cùng thịt bò, chảo nấm mối. Ôi chà, ai da, đây là món chuối đập. Chuối đập hay chuối ép ha? Tại sao gọi là chuối đập? Cái này giống như chuối nướng rồi ép nè. À, để coi chuối đập như thế nào. Món ăn vô cùng đặc trưng của xứ dừa này không những là món khoái khẩu của các cô cậu thích ăn vặt mà còn là nỗi nhớ nhung của những người xa quê.
Chuối đập khá khó tìm, thường chỉ bán ở những hàng gánh rong ngoài lề đường. Món này cũng có thể tự làm ở nhà chỉ với một nải chuối và lò nướng. Chuối được lựa chọn phải là chuối xiêm vỏ còn xanh vừa chuyển vàng, người miền Tây hay gọi là chín hương hương. Những ngày mưa lạnh lạnh, núp dưới mái dù của quán ven đường nào đó, bóc từng miếng chuối vừa giòn trên bếp xuống, rồi xì sụp húp nước cốt. Nước cốt dừa đã tới muỗng cuối cùng thì thật tuyệt. À, hơi lạ nha. Tôi nhớ bánh cái chuối đương nhiên còn sống quá, nó chát mà chín quá thì không có nướng được, nó vừa hùm hùm. Nướng lên xong thì mới lấy cái cây ép nó xuống, chan nước cốt dừa rải đậu phộng cũng được nhé. Thành ra sao gọi là chuối đập nhé. Chuối nướng, chuối nướng. Ok, đây là món bì cuốn. À, để coi món bì cuốn này như thế nào rồi Việt Thảo mới nói được cái món bì cuốn mà theo theo Việt Thảo thường hay ăn, coi có sự khác biệt hay không. Thấy chân đường mâm mớt đã quá nè, trong này bì cuốn nè, để coi cái rau gì ở trong, không có nhiều nhé. Miền Tây là xứ của các món cuốn, bì cuốn cũng là tinh túy nằm một trong số đó. Món ăn vặt miền Tây này được chính xứ sở sản sinh ra nó, đưa lên hàng đặc sản. Ngoài những thành phần phụ trợ cơ bản như rau, bún, thì bì cuốn không có thịt với tôm mà cuốn bằng bì. Hỗn hợp của thịt ba rọi với da heo cắt nhỏ. Đúng, nói đúng rồi đó. Một thành phần nhỏ quyết định gần như là bản sắc của món ăn này chính là thính. Bánh tráng nem trải ra, bánh tráng nem trải ra, bỏ nhúng bún. Bánh tráng đem trải ra, bỏ nhúng bún, mấy cọng rau xanh sắc nhỏ, một muỗng bì, chấm nước mắm tỏi ớt thì không còn gì bằng. Ngoài bì cuốn, phần bì trên còn có thể làm món bún bì. Đúng. Cái bì mình có thể làm cái tô bún, trong đó có rau, có giá, có những cái rau mình thích ăn, để bì lên xong chan nước mắm mình ăn cũng rất ngon. Và đặc biệt cái bì từ thịt đùi nha, luộc lên sắc, sắc xong rồi trộn với da heo nha. À, thì tùy theo cái người thích ăn thịt nhiều hay ít mà mình trộn thịt nó ít hay nhiều nha. Nhưng cái bì là cái da heo là cái chấm, cái thính thơm cỡ nào đó là do ý mình muốn, trộn lên ngon lắm. Ăn bánh mì cũng được nha, bì á, bỏ vô bánh mì để nước mắm lên, rồi để cọng ngò, cọng hành, rồi dưa leo rồi lên ăn rất là ngon. Bánh mì bì, bánh tằm bì, bánh tằm nha, bánh tằm là khác với bún ạ. À, bánh tằm cọng to hơn nha, à, bột gạo, rồi mình để bì lên cũng chan nước mắm, nhưng mà đặc biệt bánh tằm bì ăn phải có cái nước cốt dừa. Úi chà, nó khác nữa. Riêng ở trong này đó thì có nói là mấy cọng rau sắc nhỏ. Vấn đề ở đây là rau gì? Có nhiều người ăn cái cuốn bì có để bún trong đó, rồi để nào là ở bên Mỹ để nào sắc bắp cải đồ vô, hay là xà lách đồ để vô đó, làm nó lạc lẽo đi. Đối với Việt Thảo ăn đó là bì, bì là chấm. Bên cạnh đó có thêm được cọng rau thơm được nè, húng lủi được nè nha. À, Việt Thảo lại không để rau răm, lá tía tô được. Phần lớn là những cái vị rau nó có nồng và cay. Húng quế cũng được. Hồi nãy Việt Thảo nói cái cọng nhỏ là hay quên cái tên gọi này là rau răm. Cuốn cho thiệt chặt, không để bún. Tại vì để bún ăn vô nó lạc lạc, nó làm mất đi cái đậm đà của nó. Bì với rau, những loại rau mà Việt Thảo vừa kể, đừng để xà lách, xà lách nó làm lạc đi. Đừng để giá, giá nó cũng làm lạc đi. Mà cái cuốn nó xốp lắm, cuốn thiệt chặt, chấm được mắm ăn, cắn nó cứng, nó chắc ở trong miệng nha.
Rồi khi mà mình cắn ăn, cái bắt đầu lần cắn thứ hai cắn xuống đó, thì cái nước mắm tỏi ớt chua chua cay cay ngọt ngọt nó thấm vào bên trong, cắn vào nó chặt, cái bì nó thơm phức trong miệng hòa lẫn với những cái rau thơm. Ui cha, nó ngon lắm. Còn nếu mà bì mà mình cuốn có bún nè, có giá nè, có xà lách, có nhiều cái cuốn bự ăn, nó khác rồi, nó giống như mình ăn bún bì rồi, phải không nào? Cho nên ăn bì cuốn là không để bún, không để giá. Còn nếu mà muốn ăn bì bún ha, thì mình làm tô bún rau giá mình muốn, mình thích, xà lách rồi đủ hết rồi, mình để bì chan nước mắm. Còn đã ăn bì cuốn là cuốn chỉ có bì và một vài loại rau nồng cay như là rau húng lủi, rau thôm và rau tía tô. Thử coi, các bạn làm thử coi, ngon lắm. Úi chà. Và bây giờ ở các chùa người ta làm cái bì chay nha, làm từ đậu hũ, làm từ mì căn, làm trong đó có thêm một số như là cái vị gia vị như là có cà rốt nè. Nha. Cái đó là tùy theo cách chế biến của mỗi người. Làm bì cũng rất là ngon, ăn với bánh mì, ăn với bún, ăn với bánh tằm, đủ thứ mà là chả. Ok, cảm ơn Tùng Anh nha, gợi ý cho nhiều cái hay, ngon, thiệt là ngon. Món kế tiếp là bánh ướt ngọt nhân đậu xanh. Úi chà, dừa thấy rõ ràng luôn, nhân đậu xanh và có dừa trong đó, bánh ướt cuốn. Đây, bánh nước ngọt thực chất là bánh tráng dừa khi mới tráng xanh, chưa đâm phơi, còn ướt. Cuốn thêm ít nhân đậu xanh, dừa bào để cho ra món ăn chơi thú vị. Do đó, ban đầu các lò bánh tráng là nơi khởi xướng món ăn này. Dần dà bánh được người ta làm tại nhà, không chỉ ăn mà còn bán ở chợ sáng. Bánh ngọt ngọt béo béo, chấm với muối mè hay đậu phộng, chỉ vài cuốn là đủ cho một bữa sáng ở vùng quê. Bánh ướt ngọt có thể xem là đặc sản Bến Tre, nơi có các lò bánh tráng, bánh phồng nổi tiếng khắp nơi. Làm bánh ướt ngọt không khó, nhưng đòi hỏi chút kỹ năng khéo léo để tráng bột, cuốn bánh sao cho đẹp mắt. Ai da, bây giờ bánh canh bột sắc là sao ta? Bánh canh bột sắc, hình ảnh đây giống như thịt vịt vậy. Thấy có bánh canh nhưng mà cái thịt ở trong này giống như thịt vịt nè. Để coi như thế nào. Miền Tây cũng là xứ sở của bánh canh bột sắt. Những vùng khác còn gọi là bánh canh bột gạo. Tụ trung. Nguyên liệu chính của món bánh canh này là bột gạo, tùy vào cách chế biến mà có tên gọi khác nhau. Bánh canh bột sắc thường là bánh canh vịt chấm với nước mắm gừng. Đúng rồi, hình ảnh cái thịt vịt Diệt Thảo đoán đúng rồi. Bánh canh bột sắc thường là bánh canh vịt chấm với nước mắm gừng. Nhiều nơi người nấu cho tép non hay tôm khô vào để nước ngọt hơn. Thứ nước lèo trắng đục do bột gạo tạo nên làm cho bánh canh bột sắc khó mà lẫn được với các loại khác. Ở Sài Gòn và một số tỉnh thành khác cũng có phổ biến món này nhưng thưa thớt. Khi ăn bánh canh bột sắc ở Bến Tre, đừng quên kêu thêm chén huyết nếp béo ngậy. Thấy thương quá. Tôi đọc tới đây mà trong lòng nó xốn xang lắm. Món cháo cua đầm. Sau hình ảnh thì cũng để là cái món bánh canh bột sắc, không có hình ảnh của cái món bánh canh cua đầm. Về xứ ruộng mà không ăn cua đầm thì coi như chưa về ruộng. Dùng đồng bằng sông Cửu Long ruộng lúa bao la, cua đồng là sản vật thiên nhiên ban tặng cho người dân miệt ruộng. Cháo cua đồng phải nấu trong nồi đất mới bài bản. Theo như cách của lưu dân phương Nam từ xưa tới đây, đã biết cách dùng nồi đất nấu nướng để giữ nguyên hương vị của món ăn. Trong nồi cháo cua đồng ở Bến Tre, người ta thường cho cá, thịt, nấm, trứng vịt lộn, tôm. Quyết định cháo cua đồng ngon hay dở là ở rau ăn kèm. Cháo thường cùng rau đắng. Ngắt đọt ngon bỏ vào nồi để vị đắng của rau át vị tanh của cá, cua. Để tăng độ ngọt cho nồi cháo, rổ rau ăn kèm còn có búp hương, mầm tơi, rau ngót, kẹo nèo, bông bí, bông thiên lý tùy mùa. Tôi đọc đến đây mà trong lòng nó khó chịu lắm. những cái tên gọi của rau nó gợi nhớ cái hình ảnh của thời nhỏ mà
mình đã ở Việt Nam đã từng ăn qua những cái món rau này kể đó. Nó có nhiều món dính líu tới những cái món mắm và rau đó nha. Có một lần ở nhà ông Dượng bà Ý 77 ăn mắm sống có chuối chát, có khế, có rau. Ôi chà, ăn nó ngon gì đâu, ăn hết cơm luôn, khát nước, nhà hết nước. Nó không giống như bên Mỹ mà đổ nước là nước đổi, người ta chạy ghe tới rồi mà sao là đổi nước lên để uống. Làm sao bây giờ, ôi chà khạp lui gì vô vét hết, vét hết mà không đủ uống. Mà sao hồi xưa biết chạy đi mua nước ha, mà mua ở đâu ta? Ôi chà nhịn khát thấy bà, sau đó làm sao nó mới có nước lại uống. Dở lắm. Ok, món kế tiếp nè, bánh xèo ốc gạo. Úi cha, cái này hơi lạ nha, nhìn ngon quá. Có cải bẹ xanh nè, có cải bẹ xanh nè. Ồ, ốc gạo đến kia. Ủa, không lẽ ốc gạo để nguyên con lễ ra sao? Không đúng, phải lấy ra rồi mình mới xào chứ. Cái này hơi công phu nha. Bánh xèo ốc gạo như thế nào? Bánh xèo không còn là món xa lạ với người Nam Bộ, nhưng bánh xèo ốc gạo lại là món đặc sản của Cồn Phú Đa, huyện Chợ Lách, Bến Tre. Cồn này là một trong những nơi hiếm hoi ở miền Tây, có số lượng sinh sản của ốc gạo đông đảo nhất. Hàng năm, ốc gạo sinh sôi nhiều nhất vào tháng 4, tháng 5 âm lịch, nhưng con ốc gạo đạt đỉnh điểm về số lượng phải vào Tết Đoan Ngọ. Vào dịp này, khách du lịch các nơi đổ về để thưởng thức các món ngon làm từ ốc gạo. Loại ốc này có thể chế biến thành hàng chục món, từ luộc hấp đơn giản nhất đến bóp gỏi, xúc bánh xèo, chiên xào đủ loại. Trong đó, bánh xèo vẫn là món thông dụng và tiêu biểu nhất. Thay vì những nguyên liệu thông thường như tôm, thịt, nấm mối, thì người ta có thể gấp miếng bánh xúc muỗng nhân, bỏ vài cọng rau, miếng dưa chua, rồi cuốn hết trong lá cắt, chấm nguyên cuộn bánh vô chén nước mắm ở tỏi ớt. Còn ốc gạo ăn sần sật, ngon ngọt, cứ khiến người ta muốn làm thêm cuốn nữa. Đây là bài viết của Tùng Anh theo báo Gia đình và Xã hội. Thứ nhất, Việt Thảo cảm ơn tác giả, cảm ơn cái tờ báo điện tử Gia đình và Xã hội cho phép Việt Thảo được được đọc lại bài báo này và chia sẻ cho mọi người Việt Nam trên toàn thế giới qua chuyện bên lề lần thứ 492. Mong rằng bài đọc này trong chuyện bên lề lần thứ 492 không phải vì tình cảm riêng tư đối với Bến Tre. Thực sự Việt Thảo không có liên quan gì Bến Tre cả, tôi người dân Cà Mau, gốc nội ngoại Bạc Liêu, Hậu Phòng, Giá Rai với lại Rạch Giá, Cà Mau. Nhưng mà cái duyên nó đến gặp thì đọc. Và Việt Thảo mong rằng nếu các bạn thấy những cái món ăn đặc sản văn hóa ở những nơi nào ngon hay đẹp bài viết hay, có thể gửi email cho Việt Thảo. Việt Thảo sẽ tìm tới để phổ biến cho mọi người cùng nghe. Những bài viết trên báo cũng nhằm mục đích phổ biến cho độc giả xem. Việt Thảo sẽ tiếp tay với các bạn để đưa những cái bài báo đó lan truyền khắp nơi. Và cái điều quan trọng nhất, Việt Thảo vẫn mơ ước một cái ngày nào đó được đến tận nơi, ở trên đất Việt, trên quê hương mình, ăn từng món ăn, thu hình từng món một, cách làm, chế biến, địa điểm, nơi đâu, ngon như thế nào, để giới thiệu không phải riêng người Việt trong nước đến ăn, mà ngay cả những người Việt khắp nơi trên toàn thế giới khi có dịp đến với Việt Nam, về với quê hương, đến tận nơi để thưởng thức những cái món đặc sắc của từng miền, từng vùng một trên quê hương Việt Nam của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Chuyện Bình Lề lần thứ 492 và hẹn gặp lại các bạn trong những Chuyện Bình Lề kế tiếp. Thank you and I love you.